Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sáp nhập và tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu, chấp hành nghị quyết số 230 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Quân ủy Trung ương, kế hoạch số 1228 ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ Quốc phòng về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Ngày 23 tháng 9 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định số 4354 về việc sáp nhập tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5. Đây là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành phát triển của ngành hậu cần kỹ thuật toàn quân nói chung và Quân khu 5 nói riêng. Để triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập Cục Hậu Cần, Cục Kỹ Thuật thành Cục Hậu Cần Kỹ Thuật, thời gian qua các cơ quan quân khu 5 đã bám sát các văn bản, quy định, hướng dẫn, tham mưu thường vụ đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng quy trình các bước, trong đó chú trọng công tác giáo dục, thống nhất nhận thức từ cấp ủy, chỉ huy, các cấp đến từng cán bộ chiến sĩ nhân viên, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao xây dựng lộ trình, bước đi cụ thể, đảm bảo dân chủ khách quan chặt chẽ hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo quân khu yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc sáp nhập, tổ chức lại cục hậu cần kỹ thuật. Đồng thời quán triệt định hướng tư tưởng cho mọi cán bộ chiến sĩ nhân viên nắm được chủ trương xây dựng quân đội theo hướng tinh gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nhận thức sâu sắc về chức năng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu sắp nhập. Yêu cầu Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Hậu Cần, Kỹ thuật khẩn trương giả soát, trao đổi, thống nhất, phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác, chú trọng xây dựng cấp ủy tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo và sinh hoạt đảng, đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác của tập thể cấp ủy chỉ huy cán bộ chủ trì các cấp nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất chính trị đạo đức trong sáng, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nói đi đôi với làm, làm việc hiệu quả, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến huấn luyện các cấp, duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày tuần. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, triển khai đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật cho lực lượng vũ trang quân khu thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy Hải Phòng, tỉnh ủy Nghệ An, tỉnh ủy Bình Định, tỉnh ủy Bình Phước, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Sáng ngày 15 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Thanh Nhàn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh theo đó Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định điều động phân công chỉ định ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, tỉnh ủy Bình Phước Tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị Bí thư Thành ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông Đặng Hà Giang, Tránh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước, ông Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập và ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước. Sáng ngày 15 tháng 10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Võ Tấn Đức đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Dương Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời gian giữ chức vụ này là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 10. Trước đó vào sáng ngày 14 tháng 10, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bổ nhiệm lại ông Đào Sĩ Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Võ Bình Thư giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ông Phan Hữu Thanh giữ chức phó tránh thanh tra tỉnh. Chiều ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình Định công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y đối với bà Lê Bình Thanh, Bí thư huyện ủy Tây Sơn và bà Lê Thị Hồng Vân, phó tránh thanh tra tỉnh Bình Định, tham gia ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và giữ chức phó chủ tịch ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Định, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về việc điều động ông Đặng Vĩnh Sơn, trưởng ban ban quản lý khu kinh tế tỉnh, thôi giữ chức trưởng ban ban quản lý khu kinh tế tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức trưởng ban kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chúc mừng các cán bộ vừa được chuẩn y, điều động, bổ nhiệm, đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục học hỏi, trao dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 14 tháng 10, ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ quận Dương Kinh. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định ông Đào Văn Ninh Bí thư Quận ủy Dương Kinh thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Dương Kinh nhiệm kỳ 2020-2025, điều động phân công giới thiệu ông Đào Văn Ninh ứng cử tham gia Ủy ban kiểm tra thành ủy và giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động phân công và chỉ định ông Phùng Văn Thanh, trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ quận ủy, giữ chức bí thư quận ủy Dương Kinh nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 14 tháng 10 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại quyết định số 2791 ngày 10 tháng 10 năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận ông Phan Sĩ Cường, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tân Kỳ, tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029, từ ngày 8 tháng 10 năm 2024. Trước đó, tại hội nghị lần thứ ba tổ chức vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An hiệp thương cử ông Phan Sĩ Cường, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tân Kỳ, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại quyết định số 2931 ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định luân chuyển chỉ định ông Lê Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Văn Ngọc bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 15 tháng 10 năm 2024.